Nhưng mà theo mình thì ngày hôm nay là giá như vậy là đã sát sát đáy rồi, giá chạm đáy rồi. Chứ không rớt nữa anh. Giá không rớt nữa. Tiếp tục câu chuyện anh em ơi. Mưa chó quá rồi. Cạo thì không được bao nhiêu. Dây thì hư thay liên tục anh em. Nên hôm nay mình tranh thủ bôi thuốc tiếp. Mùa mưa này dây nó mau lớn quá anh em ơi. Bắn dây thì cao tút một khơi luôn. Hôm nay tranh thủ bôi thuốc anh em ơi, rút. Rút được nhiều rút. Một ngày ra vườn là tranh thủ tối đa nha anh em. Hôm nay mình vẫn áp dụng phương pháp là 5 chấm. 5 chấm. Pha với lại bio quét nha anh em. Bio quét này, 6 tác động này. Cái này thì mình pha một nhé. Một hũ này, một hũ kia. Một hũ này thì mình bôi cho được khoảng 350 đến 400 cây. Trong đó có cây một miếng, cây hai miếng, cây ba miếng thì cũng có nha anh em. Tiến hành thôi nha. Đấy. Nãy giờ bôi được khúc rồi. Năm nay mưa gió dữ quá nha. Giá mủ thì bấp bênh. Giá mủ là rớt sàn rồi đó nha. Không rớt nữa đâu. Nhưng mà rớt cỡ đó là mình tiêu rồi. Hôm nay mình bôi thuốc. Rồi mình sẽ cập nhật giá mủ cuối tháng 9 cho anh em nha. Với lại hiện tại thì nó như thế nào nha. Anh em theo dõi video và ủng hộ mình một like nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để anh em giao lưu với mình trong vấn đề cạo mủ cao su, trồng mì, rồi chăn nuôi nha các bạn. Chắc cạo được năm nay nữa, qua năm cắt đó các bạn. Qua năm là thất nghiệp rồi, làm hồ sơ đi xin nghiệp các bạn ơi. Này luôn tiến chia sẻ anh em bữa mình xịt thuốc nè. Hôm nay nó chết rồi nè. Nó chết từ từ nha anh em. Chết từ từ này là mới hiệu quả nè. Còn anh em nào mà xịt bữa trước mà bữa sau mà cây nó vàng á, là không có hiệu quả đâu. Nó chết không có đều đâu. Còn của mình xịt bữa nay là gần 10 ngày đó. Đấy, nó cứ rủi rủi từ từ nè anh em. Còn cái cỏ bên kia mình chưa xịt kìa. Bên đó chưa xịt, đang xanh rì nè. Nói chung là cạo mủ cao su á thì nó nhiều công việc lắm anh em ơi. Hôm nay mình làm một cái video tổng hợp cho anh em luôn. Mưa gió là đi lột mũ chén nè, đi thay dây nè, bôi thuốc nè, rồi xịt thuốc anh em, đủ thứ hết à. Này anh em thấy cái vườn bữa mình xịt thuốc ha, bữa nay nó chết rủi nè. Theo mình nghĩ thì chắc là hiệu quả. Với một vấn đề nữa mà anh em xịt thuốc á, muốn chắc ăn á, thì anh em cứ pha cho nó đậm chút. Thuốc bây giờ nó cũng loãng lắm rồi, hàm lượng nó nhẹ quá. Mình xịt mà theo tiêu chuẩn công bố thì nó không chết đâu. Anh em cứ tăng gấp đôi lên, chết hết. Năm nay mưa gió dữ quá nha, giá mủ thì bấp bênh. À, anh Long, anh có thể cho anh em biết là giá cả mủ cao su 10 ngày nay như thế nào không anh Long? Thì 10 ngày vừa rồi đó, 10 ngày cuối tháng 9 đó. Thì theo anh nắm là 10 ngày vừa rồi là giá mủ thành phẩm từ hàng 10 cho tới hàng mủ nước là giá đứng. Thì do cái nguyên nhân năm nay giá giảm sâu là do tình hình là Trung Quốc nó tiêu thụ mủ của Việt Nam mình chậm. Nguyên nhân chậm là do tình hình là thứ nhất là hậu Covid nên người dân rất khó khăn trong việc mua bán. À. Thứ hai nữa là do chiến tranh. Đúng rồi. Khi mà chiến tranh nổ ra như vậy thì là người dân của mình là cứ lo là mua thực phẩm, những yếu phẩm để lo miếng ăn thôi ha. Lo miếng ăn thôi. Còn việc mua sắm là họ ngưng lại hết. À, cũng có lý ha. Nên tình hình như vậy nên mủ giảm cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà theo mình thì ngày hôm nay là giá như vậy là đã sát đáy rồi, giá chạm đáy rồi. Chứ không rớt nữa ha. Giá không rớt nữa. À. Tại vì cái mức thu nhập của người dân mình á là với cái mũ như vậy là đã sống cũng rất là khó rồi. Bây giờ mà rớt nữa chắc
Rất nữa là có thể cạo. Nhà dân người dân một là cưa cây hết, hai là đóng vườn lại không cạo. Căng ha. Căng. Nên có thể là giá như vậy là đứng chạm đáy. Theo như anh nghĩ là chứ không xuống nữa. Có thể là nếu mà kinh tế rồi là chính trị toàn cầu mà nó phục hồi thì giá nó sẽ lên. Đúng rồi. Chứ mà khả năng rất là không có nữa. Rất thì không. Sang năm 2023 có thể là nền kinh tế mình ổn định, rồi chiến tranh giảm, có thể giá mũ lên lại. Năm nay là như vậy, là giá như vậy là không có khả năng lên nổi. Còn nếu như mà chiến tranh nó vẫn cứ chiến tranh thì sao? Thì tình hình nó cũng giá cũng như năm nay. Căng hả? Vậy là anh em chuẩn bị hồ sơ đi làm xí nghiệp ha? Theo mình thì đi làm xí nghiệp thì nó cũng hàng cũng bị tồn kho, sức cũng không được. Rồi công nhân ở xí nghiệp thì cũng thay nhau nghỉ lương phiên. Rồi bây giờ xí nghiệp cũng nghỉ luôn phiên luôn hả? Tình trạng chung hết, là không phải riêng gì ngành mũ, trừ những cái hàng mà thực phẩm thôi. Em đi cân mũ. Như vậy nha các bạn, thì giá mũ 10 ngày nay thì vẫn đứng ở mức giá 10 ngày trước các bạn, không có gì tiến triển hết. Thì như anh Long đẹp trai chia sẻ là giá này thì nó cũng là sát đáy với cái tình hình kinh tế hiện nay rồi nha anh em. Do là chi phí sinh hoạt hàng ngày trong cái năm 2022 này á, nó tăng rất là cao, cho nên cái giá mũ cao su nó rớt xuống mức 25-26 ngàn là cũng là mức đáy rồi các bạn, khó có thể rớt hơn nữa, bởi vì rớt hơn nữa thì chi phí thu sẽ không đủ chi. Này, nãy anh em đi cạo về này. Chào anh Tài, anh có thể là cho anh em biết là thời gian đây giá mũ như thế này thì anh cảm thấy thế nào? Anh đi mua cây thanh lý anh có lợi nhuận không? Cố gắng lắm thì có lời, còn lên thì lỗ nữa. Anh là phụ thuộc vào sức của mình thôi. Như cây anh thì một ngày được khoảng bao nhiêu ký? Anh đánh đông hay là anh lấy mũ nước? Chắc qua ngày 4-500 Một mình anh ha? Ngày hôm tháng trên 10 triệu thôi chứ. Không hơn ha. Như vậy là nói chung cây chỗ mình thì nó cũng phụ thuộc thời tiết này không đúng rồi. 51 nha. 51 ký. Tung hứng không bạn ơi. Video mình xin dừng lại tại đây. Anh em thấy video mình hay, hãy ủng hộ mình một like nha anh em. Anh em nào muốn giao lưu với mình trong vấn đề cạo mũ cao su, chăm sóc trồng và chăm sóc cây mì, rồi chăn nuôi dê, thì anh em nhấn đăng ký kênh để anh em chúng ta cùng giao lưu với nhau nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả anh em video sau nha. Xin chào.